ba loại cá quen thuộc giàu dưỡng chất như cá hồi, cá thu. Cá thu chứa nhiều axit béo omega 3, vitamin D và protein. Đặc biệt, cá thu có lượng omega 3 cao giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và hỗ trợ chức năng của não bộ. Cá trích. Đây là một loại cá có hàm lượng omega 3 và vitamin D cao. Tương tự như cá hồi, cá trích cũng cung cấp một lượng lớn vitamin B12 và silen, rất tốt cho hệ miễn dịch và sức khỏe tổng thể. Cá ngừ đặc biệt là loại cá ngừ đại dương, rất giàu omega 3, protein và vitamin B. Nó cũng là nguồn cung cấp khoáng chất quan trọng như silen và magnesium giúp bảo vệ tim mạch và tăng cường chức năng của não bộ. Những loại cá này không chỉ giàu dinh dưỡng mà còn dễ dàng tìm thấy, chế biến trong các bữa ăn hàng ngày.